Dạ vâng, xin chào các bác và anh em. Rất là vui vì hôm nay lại tiếp tục được lên video và gửi đến các bác và anh em một trong những cái mẫu loa chép mà được các bác và anh em hỏi thăm, cũng như là các bác và anh em đã hỏi mua rất là nhiều ở bên anh em cho em. Và hiện tại thì em đang ghép hai đôi này là gửi đến anh Vinh, anh Vinh ở Tuyên Quang. Anh có đặt anh em cho em hai đôi loa chép JBL ST200, một trong những cái mẫu loa chép mà với cái đầu đạn tên lửa như thế này rất là hay, nhìn rất là đẹp cũng như là rất là sáng bóng khi mà chúng ta để trong cái không gian gia đình nhà mình. Và cái thời gian vừa qua thì các bác và anh em cũng đã biết về những cái chương trình ưu khuyến mãi cũng như là chương trình giảm giá ở bên anh em cho em, và những cái mẫu loa chép cũng không ngoại lệ nằm ở trong những cái chương trình khuyến mãi như vậy. Và những cái mẫu loa chép ở bên em thì hiện tại thì vẫn còn số lượng thật sự là không còn nhiều, cho nên là các bác và anh em nào mà đang có nhu cầu mua cho gia đình nhà mình những cái đôi loa chép để có thể phục vụ cái việc ca hát cũng như là nghe nhạc xem phim trong cái không gian gia đình của nhà mình mà chưa có điều kiện gọi là nâng cấp những cái dòng loa mới, thì thêm những cái dòng loa chép như thế này và những cái dòng loa chép rời của những cái thương hiệu rất là nổi tiếng như thế này thì cái giải chép ở trong cái không gian gia đình của nhà chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều, và cái tiếng chép rất là len canh lách tách, nghe rất là tươi sáng, rất là tuyệt vời. Khi mà có những cái giải chép ở trong gia đình thì cái tiếng nó sẽ sống động, nó tươi sáng, nó đem lại cái sức sống trong cái không gian của nhà chúng ta. Và với cái đôi loa chép của anh Vinh như này thì để em bật lại nha. Rồi. Với cái đôi loa chép của anh Vinh như thế này thì các bạn cũng có thể thấy phiên bản JBL ST200 ở bên anh em cho em thì có hai màu. Màu đầu tiên đó là màu đen, và màu thứ hai đó là màu lâu cà phê sữa. Đây, màu sữa này, màu lâu lâu kiểu như này. Tùy vào tính cách cũng như là sở thích của mỗi người thì các bạn anh em sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn dành cho không gian gia đình của nhà mình. Hiện tại thì đây, em đang ghép đây. Ghép trực tiếp như thế này là tức là các bạn anh em đấu thẳng từ cục đẩy vang hoặc là âm ly hay là cục đẩy công suất nhà mình, hoặc là các bạn anh em ghép lối tiếp, chẳng hạn các bạn anh em ghép vào đây rồi đúng không ạ, thì các anh em câu dây trực tiếp vào đây thì vẫn được nhá. Những cái dòng loa chép này thì phối ghép rất là đơn giản và dễ dàng, và nó không có tốn quá nhiều công suất của cục đẩy hay là cái đôi loa gia đình nhà mình. Với model JBL ST200 thì công suất con này là 400W, trở kháng là 8 ohm, và đây con này là Made in Mexico, thương hiệu USA, JBL, một trong những thương hiệu loa hàng đầu thế giới. Và đây là những cái dòng loa bãi nhé. Em khẳng định đây là những cái dòng loa bãi mà bên anh em cho em nhập, và hàng rất là chuẩn, rất là đẹp, tiếng rất là len canh lách tách. Có những bác đã chơi 1 đến 2 năm nhưng mà vẫn quay lại mua tiếp một đôi nữa để về cho cái không gian gia đình nhà mình chơi cho nó không gọi là có nhiều cái giải chép, tiếng chép nó len canh lách tách, nghe nó rất là sướng. Đó. Thì hiện tại thì em đang đánh cùng đó là cặp W900 đây. Một đôi loa chép với cái đầu đạn hỏa tiễn rất là sáng, rất là bóng như thế này. Thì khi mà các bạn anh em để trong cái không gian gia đình nhà mình, chẳng hạn đôi loa của các bác và anh em đang màu đen, các bác và anh em để trên đúng cái mặt kệ loa như này thì nó sẽ đem lại cái sức sống cũng như là đem lại cái sự rất là sang trọng, cũng rất là đẳng cấp đến từ cái dòng loa chép JBL ST200 ở bên anh em chú em. Và rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng và ủng hộ anh em cho em trong cái thời gian vừa qua, và cũng rất là cảm ơn anh Vinh ở Tuyên Quang đã tin tưởng cũng như là ủng hộ anh em cho em hai đôi loa chép rất là đẹp, rất là thời thượng như này. Và đặc biệt cái chất âm mới là quan trọng khi mà chúng ta mua loa hay là mua cục đẩy công suất hay là mua bất kể những cái thiết bị gì âm thanh, thì cái chất âm của chúng ta luôn luôn được đặt lên hàng đầu, chứ không phải là thương hiệu hay là nó to hay không, công suất như thế nào. Tất cả mọi thứ chỉ là yếu tố phụ. Cái chính đó là khi mà chúng ta đem về không gian gia đình của nhà mình, nghe có hay hay không, nghe cái chất âm nó phải hay, thì đấy mới là một cái đôi loa chuẩn. Và theo thời gian nó vẫn hay như thế, nó không bị méo tiếng cũng như là không có những cái độ ù rền khó chịu đau đầu trong quá trình chúng ta sử dụng, thì đấy là một cái đôi loa chất lượng cũng như là một cái đôi loa đảm bảo để có thể phục vụ các bác và anh em trong suốt cái quãng đường dài. Và bây giờ em cũng mời các bạn anh em thưởng thức thêm một đoạn chất âm đến từ bộ dàn karaoke quốc với K900 sau khi mà em kết hợp với cả đôi loa chép này nhá.
Nếu mà video này các bạn và anh em thấy hay thì có thể cho em xin một like, ủng hộ một like, đó là để tiếp thêm động lực cũng là năng lượng để cho anh em cho em tiếp tục cống hiến cũng là ra những cái video chất lượng và tuyệt vời gửi đến các bạn và anh em. Và nếu mà các bạn và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể ấn nút đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất của bên anh em cho em. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em ở những video tiếp theo.